Đường xá dân cư ha, dân cư đông đúc, đường xá rất là đẹp luôn chị, vạch tim vàng ha. Và đường này đường thông thương nha, đường này là nối giữa cái tỉnh lộ 329, nối ra cái lại đường quốc lộ 55 anh chị ha. Đường này mình đi được quốc lộ 55 này. Bảo Điện Bất Động Sản xin mến chào cô chú chị nha. Em là Điền đây, em Điền chuyên quay bán những sản phẩm bất động sản ở tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. Thì nay em Điền có một cái sản phẩm mà một cái anh khách hàng ha, coi được trên cái YouTube của em Điền, thì cũng có nhờ gửi em Điền muốn bán cái sản phẩm ngay xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa này. Thì nói chung là những cô chú chị mà liên hệ em Điền mà quay nhờ gửi bán á, thì cũng rất là nhiều, nhưng mà có những số anh chị đưa giá cũng em Điền thấy cũng chưa hợp lý lắm. Thì nay sản phẩm này là cái anh khách hàng này thì liên hệ và gửi ra một cái giá bán cũng rất là hợp lý ha em Điền, nên làm Điền cũng quay gửi tới cho cô chị mình cùng xem ha. Thì bất sản mình thì em Điền nói trước nha, nói sơ qua ha, trước khi review chi tiết thì em Điền nói sơ qua cung đường này ha. Mình đi khoảng là 200 m thôi mà mình đụng ngay cái tỉnh lộ 329, 329 ở ngoài đó thì mặt tiền đường thông thương giữa quốc lộ 55 và đi vào trong Hòa Hiệp anh chị ha, rẽ trái ra khoảng một cây số thôi chưa tới ha, mình sẽ gặp ngay trung tâm thương mại này cũng như là bệnh viện huyện Xuyên Mộc ha, và trung tâm thị trấn Phước Bụ, trung tâm huyện Xuyên Mộc nằm đó luôn anh chị ha. Còn mình rẽ phải thì khoảng cũng chưa tới một cây số ha, mình sẽ đụng ngay ngã tư xã Xuyên Mộc cũng như là chợ Xuyên Mộc, ủy ban nhân dân xã Xuyên Mộc anh chị ha. Nói chung là bán kính khoảng một cây số đổ lại thôi là mình có thể là sở hữu đầy đủ những cái tiện ích tiện nghi xung quanh cái vị trí bất động sản của mình rồi anh chị ha. Đó. Và hướng ngược lại đây thì mình cũng hồi nãy mình cũng có nói rồi đó, thì mình đi sẽ đi thông ra lại tuyến đường quốc lộ 55 ha. Đó. Nói chung là đường này đường thông thương giữa 329 và quốc lộ 55 anh chị ha. Đó, nói chung là nằm dân cư anh chị có thể thấy nè. Đó. Dân cư nằm san sát ha, dân cư đông. Đó. Khu vực này an ninh anh chị nha. Đó. Thì cũng như thường những cái bất động sản mà em đi review á, thì em Điền cũng trước khi đi vào review chi tiết em Điền cung cấp cái thông tin cơ bản trước anh chị ha. Bất động sản mình thì đang có diện tích là tổng diện tích là trong sổ là 777 m² và đang có sẵn là 50 thổ cư và đang bán giá là 1 tỷ 950 triệu anh chị ha. Bất động sản mình thì đang có mặt tiền bám theo đường nhựa này anh chị là 17 m 7 anh chị, từ ranh từ đây ha qua bên này giáp nhau bên kia luôn ha. Nói chung là nhà nhà dân thì san sát rồi, ranh móc rõ ràng rồi chị. Và đặc biệt nữa trên bất động sản mình là có sẵn căn nhà cấp 4 ha, nói chung là cũng được, vào ở cũng được anh chị ha. Đó. Tổng diện tích là 1 777 m², 3 số 7 luôn chị ha. Đó. Qua tới bên này là 17 m 7 ha. Đó. Gần 18 m anh chị. Đó. Qua tới đây anh chị ha. Đó. Cái khu vực này thì điện nước thì có đầy đủ rồi anh chị ha. Đang sử dụng là nước sạch rồi. Đó. Bây giờ em Điền sẽ đi vào review chi tiết sâu anh chị ha. Thì bất động sản mình thì em Điền nói đó, giá đang cần bán là 1 tỷ 950 triệu anh chị. Đó. Bất động sản mình đang có hướng là hướng Bắc anh chị ha, hướng Bắc. Nói chung là cũng gần chánh Bắc đó. Đó. Đi vào thì nói chung là cái ranh móc rào này kia thì cũng sơ sài đó, B40 rồi có cái cổng để kéo ra kéo vô thôi chứ cũng không có kiên cố lắm ha. Đó. Thì ranh móc rõ ràng. Đó, phía trước khu vực mình thì nó rất là rộng anh chị, gần 18 mét đó. Đó, cái giá bán rất là hợp lý luôn ha. Cái giá này cô chú chị mình có thể mua đầu tư được này và mua làm sử dụng làm nhà vườn ở đó vẫn được anh chị ha. Đó. Nếu mà mình cô chú chị mình không có điều kiện lắm thì mình có thể là mình về mình sửa sang sơ mình ở thôi, còn mình có điều kiện nữa mình sẽ tạo cái phong cách riêng, mình làm đập cái nhà này đi, mình tạo cái phong cách nhà vườn riêng của mình ha. Đó. Nói chung là nhà này hiện tại thì cũng đang ở được, cũng tạm được thôi anh chị ha. Đó. Cũng hơi hơi xuống cấp rồi. Thì ranh đây ha, đi theo cái kẽm gai này anh chị. Và em Điền cũng nói luôn ha, bất động sản mình thì cái hậu của mình á nó sẽ còn là 12 mét, nhưng mà 12 mét kiểu là nó bị khuyết anh chị. Bị khuyết nó xéo 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 xuống đó là cái bề ngang nó được 12, nhưng mà thực tế em Điền đo vuông á thì khoảng đâu đó là 10 mét thôi anh chị. Nói chung là hậu mình còn 10 mét thôi. Chiều sâu của mình thì cũng có chiều sâu rất là tốt anh chị nha. Sâu là 58 gần 59 mét rồi anh chị. Nói chung là trong nhà thì cũng không có gì để quay nhiều anh chị ha. Thì nói chung là em Điền cũng đi sơ qua cho cô chị mình nhìn.
Đó. Trước là phòng khách, đây phòng ngủ ha. Nói chung là có hai phòng ngủ. Đây là phòng kiểu là cái phòng ăn ha, phòng ăn phía dưới. Vậy như là bếp, toilet này kia ở dưới này luôn vậy ha. Nói chung là cũng không có gì để quay nhiều anh chị. Bây giờ em đi sẽ lui phía sau vườn anh chị ha. Nói chung là bất động sản mình thì một cái đất vườn ha. Nói chung là hơn 700 mét vuông. Giá bán rất là hợp lý anh chị ha. Chỉ có 1 tỷ 9 50 triệu thôi anh chị. Đó. Một cái khoảng đất vườn phía sau rất là rộng luôn anh chị. Thì hiện tại gia chủ mình thì không không phải là người ở đây anh chị ha. Nói chung là một cái người khách hàng đầu tư, nói chung là mua thời đỉnh điểm thôi. Thì bây giờ kẹt tiền gửi lại bán anh chị ha. Nói chung là bán cái giá cần bán và bán cái giá hợp lý anh chị. Đó, thì hiện tại là đang cho thuê anh chị, đang cho người đi quen thuê. Thì đang thuê là 1 triệu một tháng anh chị ha. Nếu như mà cho thuê theo cái giá bình thường á thì cũng phải ít nhất là trên 2 triệu một tháng cho cái nhà đất này luôn chị ha. Đó. Phía sau thì cái người thuê mình tận dụng rào lại ha, nuôi gà anh chị. Đó. Sâu tới tận 59 mét anh chị. Chiều sâu rất là lý tưởng anh chị ha. Đó. Một món sàn đất vườn có sẵn nhà luôn. Đó. Anh chị ha. Đây, đây hồi nãy mình nói là nó bị khuyết đó, nó cong đây anh chị này, nên mình sẽ lui tới đây anh chị ha. Đó, nó cong lui đây bo tới đây là 12 mét, nhưng mà thực tế vuông á, vuông mà kéo thẳng đây qua đây luôn á là chỉ có là 10 mét thôi anh chị, khoảng 10 mét thôi. Thì cái cạnh cạnh gần đây á là chỉ có là 49 50 mét thôi anh chị. Còn bên này chiều sâu thì vào trong là 59 ha anh chị ha, gần 59 mét đó. Nói chung mà cũng hai cạnh cũng không bằng nhau cho lắm anh chị. Nó cách nhau mấy mét. Cái vị trí này thì quá tuyệt vời rồi, nói chung là nằm thuộc đất xã Xuyên Mộc thôi. Nhưng mà cái vị trí và cái tiện ích tiện nghi mà mình cái công năng đó thì mình đi ra thị trấn cũng rất là gần. Đó, nói chung là sử dụng cũng như thị trấn thôi anh chị. Đôi lúc có những cái mảnh đất mà thuộc thị trấn luôn nhưng mà nó cũng không được gần giống như cái mảnh này anh chị ha. Nói chung là kiểu là nó nằm phía xa xa cuối thị trấn á, nó là thuộc xã thuộc đất thị trấn nhưng mà cái tiện ích thì cũng có nhiều cái cũng không bằng cái đất xã này chị ha. Họ giá bán thì giá bán rất là hợp lý luôn chị. Nếu mà đặt vì cái bất động sản này vào cái vị trí mà nó là thuộc thị trấn thì giá nó sẽ khác anh chị ha. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng là 2 tiếng đồng hồ thôi anh chị. Bất sản mình đang có sẵn cái giếng luôn anh chị ha, giếng đào xưa giờ luôn. Ở trước mình là bỏ lưu gì chị? Cái mấy cái lưu trước là làm gì? Tương, người ta ăn gì, ta ăn muối tương, ngâm tương gì đó, bỏ Tương hả lưu chị? Không phải chị làm hả? À, không phải chị người làm. ta, nhưng mà tùy nhau lắm. À, đầu tương hả? Quái lạ, hồi nãy em đi vô thì thấy cái mấy cái lưu mà em đi nghĩ là làm mắm. Nếu mà làm mắm thì em đi sẽ nghe mùi ha. Nhưng mà cái này người ta, gia chủ mình đang làm đậu tương gì đó, em cũng không rành lắm. Cách trung tâm thì trung tâm huyện cũng rất là gần. Cái biển gần nhất thì mình đi biển Hồ Tràm anh chị ha. Mất khoảng hơn 10 cây chút xíu thôi. Khoảng 12 cây, 11 cây, 12 cây ha. Rất là gần, thời gian đi xuống cũng rất là lẹ anh chị ha. Khu dân cư đường xá rất là đẹp luôn, ô tô né nhau thoải mái. Đối diện xéo đây là không phải là chùa anh chị nha, đây là một cái nhà thờ tộc bình thường thôi ha. Nói chung là mỗi kỳ mà đến cái dịp cúng bái gì đó thì tất cả cái dòng tộc họ người ta sẽ tụ tập tại đây ha, và cúng thờ này kia gì đây gì đó. Nói chung là chỗ này là để cúng thờ thôi chứ không không phải là cái chỗ để chôn cất gì anh chị ha. Rồi em đi xin được nhắc lại một lần nữa ha, bất sản mình đang có diện tích là ngang 17 mét 7 và sâu cạnh này là 59 mét và cạnh bên này là 49 50 ha. Hậu mình là được vuông góc á, là 10 mét và xéo theo cái sổ á, là được 12 mét. Đó, tổng diện tích là 777 mét vuông anh chị ha. Đang có sẵn là 50 thổ cư và có cái nhà luôn ha, nhà vườn. Đó, giá đang cần bán nha, 1 tỷ 950 triệu. Rồi, cô chú như nào mà quan tâm bất động sản này liên hệ ngay số điện thoại 07886 68834 để được gặp em Điền dẫn đi xem thực tế ha. Thì chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm cái phần giá gì ha.
Rồi em Điền cũng xin được cảm ơn cô chú chị đã quan tâm và theo dõi kênh của em Điền thời gian vừa qua. Và em Điền, cô chú chị nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em Điền và đón xem những cái video mới nhất của em ha. Em Điền cũng xin được dừng video clip tại đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình ha.